Nỗ lực làm kinh tế, dành dụm một khoản tiền cho các hộ khó khăn hơn mình vay không tính lãi để phát triển kinh tế. Hành động đẹp, việc làm ý nghĩa vì cộng đồng của anh Ngải Xeo Đế ở thị trấn vùng cao Simacai đã giúp không ít hộ ở địa phương có thêm cơ hội vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo. Hơn 3 năm kể từ ngày được anh Ngải Xeo Đế cho vay 20 triệu đồng để đầu tư nuôi lợn, giờ đây không chỉ đàn vật nuôi phát triển ổn định mà anh Cư Xeo Giả còn có thêm nguồn thu nhập khá cao và ổn định từ nghề làm thợ nề ngay tại quê nhà. Khoản vay thì tôi chỗ anh Đế thì anh tạo điều kiện thôi, cho vay không lãi. Chưa có thì tôi đi làm công cho anh này, xong là trừ dần theo hàng tháng. Nếu không thì bây giờ anh em cũng phải không có việc làm thì cứ phải đi lông bông thôi đúng không? Trước đây tôi cũng trong diện nghèo nhưng mà cũng nhờ đi làm kinh tế, đi làm công trình xây dựng này. Tại giờ đang mà hộ thoát nghèo anh, tôi phải cảm ơn chú anh Đế đấy. Anh Giả chỉ là một trong hàng chục hộ ở thị trấn Simacai được anh Ngải Xeo Đế cho vay tiền trong 5 năm qua. 15 đến 20 triệu đồng mỗi hộ, cho vay không lấy lãi. Khoản tiền này với nhiều người có thể không lớn, nhưng với những hộ còn khó khăn thì rất ý nghĩa. Hành động sẻ chia vì cộng đồng của anh Đế là rất đáng quý. Còn anh em hết cả trong xóm này thôi. Trước khi ngày xưa mình cũng khó khăn kinh tế, đấy cũng có người ta giúp mình, anh em người ta giúp mình. Xong là mình lại trang lôi với là mình lại đi làm thợ xây là mình cũng có điều kiện một tí. Xong là mình cũng lại thấy mấy anh em nó khó khăn quá thì mình cho vay thì nói chung là cái lãi suất thì mình thôi anh em thì mình cũng chả lấy suất. Lấy suất thì cũng chả được bao nhiêu cả. Thế như chú Giả này năm ngoái lại xây nhà rồi, bây giờ vẫn còn phải xây nhà xong lại tiếp tục đi làm cùng mình nữa. Rất là vui, rất là sướng. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn Simacai còn 26,2%. Trong điều kiện nguồn lực hỗ trợ của nhà nước có hạn thì sự chia sẻ của những hộ như anh Ngải Xeo Đế càng thêm ý nghĩa. Chúng tôi đánh giá đây là một cái việc làm hết sức nhân văn đối với lại cá nhân ông Đế cũng như là trên địa bàn thị trấn. Thế vào năm vừa rồi thì ông ấy năm 2021 thì 22 thì ông đã được Ủy ban tỉnh tặng bằng khen trong cái phong trào là giúp đỡ gia đình khó khăn thoát nghèo. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng tức là tranh thủ cũng như là tuyên truyền vận động và nêu gương để người dân biết được và cũng noi theo và học tập theo. Nhân lên những tấm gương như gia đình anh Ngải Xeo Đế để không chỉ ở Simacai mà nhiều địa phương khác trong tỉnh ngày càng có thêm nhiều tấm gương sáng, sẵn sàng sẻ chia vì những người còn khó khăn hơn mình cùng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.